khi chúng ta thực hành thiền, chúng ta cần phải có nắm cái sức mạnh này, nắm lực này cần phải mạnh mẽ. Yes, the first, the mental faculties, the first mental power is the embody we call Saddha. Saddha means belief, the faith in the Buddha, in the Dhamma, in the Sangha. Và cái lực đầu tiên đó tiếng Pali gọi là Saddha, có nghĩa là tín, có nghĩa là cái niềm tin, niềm tin. And also Saddha means the faith, the conviction, the belief in the practice of the Sila, in the practice of the Samadhi, in the practice of the Panya. That's why the Saddha means the conviction of faith, belief in the Sila, Samadhi, Panya. Cái lực đầu tiên là tín lực, hay chính là niềm tin, hay chính là sự tin tưởng vào Tam Bảo, sự tin tưởng vào Phật, sự tin tưởng vào Pháp và sự tin tưởng vào Tăng. Và đặc biệt đó là cái sự tin tưởng vào kỹ thuật hay là cái phương pháp thực hành của Vipassana. Yes, this is Saddha, the mental power, mental quality is very important. Without Saddha, without believing, then we cannot believe that in the Buddha, in the Dhamma, in the Sangha. Saddha chính là tín lực, sức mạnh của niềm tin. Nó là một cái yếu tố thuộc về tinh thần. Nó rất là quan trọng, nó rất là quan trọng, cái tín lực. Nó rất là quan trọng bởi vì nếu như không có cái sức mạnh của Saddha này, không có tín lực này thì chúng ta không có tin vào Phật, không tin vào Pháp, không tin vào Tăng. Từ đó chúng ta không thể thực hành để có kết quả được. Yes, the more that you have a Saddha, the faith, the conviction, the more you believe in the Buddha, in the Dhamma, in the Sangha, in the Sila, Samadhi, Panya, and meditation practice. Chúng ta càng có cái tín lực mạnh, có nghĩa rằng cái niềm tin của chúng ta về Phật, Pháp, Tăng và cái sự thực hành nó sẽ mạnh, niềm tin nó tốt, mà từ đó chúng ta mới bắt đầu bố thí, trì giới, hành thiền, phát triển trí tuệ, vân vân. Now you have the strong faith, the strong Saddha, then now you have the mental power, mental quality. That's why you believe in the Buddha, you believe in the Dhamma, you believe in the Sangha, you believe the Sila, Samadhi, Panya, you believe the practice of Vipassana meditation. Những quý vị ngồi đây, chúng ta đã có được cái tín lực, chúng ta có được cái niềm tin, chúng ta có sức mạnh của niềm tin bởi vì như thế. Đó là lý do vì sao mà chúng ta có mặt ở đây. Chúng ta nghe Pháp, chúng ta học Pháp, chúng ta hành thiền và đồng thời chúng ta có niềm tin vào Phật, Pháp và Tăng. Chúng ta học, chúng ta tiến bộ và chúng ta hành thiền Vipassana. And also because of your Saddha, that you are faith, the conviction, that you believe the Dhamma in its result, you believe the Kusala Dhamma in its good result, you believe the Akusala Dhamma in its bad results. Bởi vì chúng ta có tín lực cho nên chúng ta tin vào quy luật nhân và quả. Chúng ta có niềm tin rằng nếu như quý vị làm những cái điều thiện, chúng ta sẽ mang đến cái điều thiện. Và nếu như quý vị làm những điều bất thiện, chúng ta mang đến điều bất thiện. And also, due to your faith, your Saddha, we believe, you believe in the samsara. You believe the samsara. And also, you believe the mega, you believe jnana and nibbana. Cái tín lực này nó giúp cho chúng ta có cái niềm tin, chúng ta biết rằng chúng ta tin về có cái samsara, có cái vòng luân hồi, mà từ đó chúng ta tin tưởng và chúng ta tin rằng có cái trí tuệ của con đường, chính là trí tuệ của đạo, và chúng ta có cái trí tuệ của quả, và chúng ta có cái trí tuệ của niết bàn, nibbana. Because of our saddha, because of our faith, the conviction, we believe the past life,
the present life and future life. Yes. Bởi vì có cái tiếng lực mà chúng ta tin rằng có kiếp trước, có kiếp sống này và có kiếp sống trong tương lai. That's why the Sadamis, the believing in Buddha, Dhamma, Sangha, and then the Kusala Kama, Akusala Kama, and then the past life, the present life, the future life, and so on. Bởi vì chúng ta có tín lực, cho nên chúng ta có niềm tin vào Phật, Pháp, Tăng, chúng ta có niềm tin vào giáo Pháp, chúng ta có niềm tin vào sự thực hành, chúng ta có niềm tin về nhân và quả, chúng ta có niềm tin về kiếp sống trước, kiếp sống này và kiếp sống sau, vân vân. Yes, but our faith, our sadha, our conviction should be based on knowledge, should be based on the knowledge. Nhưng mà cái niềm tin của chúng ta, cái tín tưởng của chúng ta, nó cần phải dựa trên sự hiểu biết. Knowledge is also important. That when we believe in the Buddha, that we should believe in the Buddha, Dhamma, Sangha, that with the knowledge, with the understanding of the noble attributes of the Buddha, with the understanding of the noble attributes of the Dhamma, with the understanding of the noble attributes of the Sangha. That's why in our Buddhism, our sadha that must be based on our knowledge, wisdom. Nhưng mà cái niềm tin của chúng ta nó cần phải dựa trên sự hiểu biết. Nếu mà chúng ta tin vào Phật, Pháp và Tăng, thì chúng ta cần phải tin vào Phật, Pháp, Tăng với sự hiểu biết, với trí tuệ. Chúng ta tin vào Phật có nghĩa rằng là chúng ta tin vào Phật với sự hiểu biết, với cái trí tuệ của một bậc thánh. Chúng ta tin vào Pháp là chúng ta tin vào những cái giảng dạy, những cái lời giảng dạy của một bậc thánh. Chúng ta tin vào Tăng là chúng ta tin vào sự thánh thiện, tin vào giá trị của một bậc thánh. Nói tóm lại, những niềm tin của chúng ta cần phải dựa trên sự hiểu biết hay là dựa trên trí tuệ. Some people they have the blind faith, blind belief without knowledge. Có một số người thì cái niềm tin của họ nó là một cái niềm tin mù quáng, một niềm tin mà không có sự hiểu biết. That's why that we should try to develop our faith, our sadha with the knowledge by listening to the Dhamma, the by practicing vipassana meditation. We have to try to develop our sadha to become more and more deeper and deeper, the stronger and stronger. Yes. Chúng ta cần phải phát triển cái tín lực của mình. Chúng ta cần phải phát triển cái niềm tin của mình, có nghĩa rằng chúng ta cần phải phát triển cái niềm tin này với sự hiểu biết, với trí tuệ. Do đó rằng là chúng ta cần phải nghe Pháp nhiều hơn, thực hành thiền Vipassana nhiều hơn, nghe Pháp, thực hành và áp dụng những cái lời giảng dạy chúng ta sống và chúng ta học rồi chúng ta thực hành. Và bằng cái thực hành đó, càng ngày thì cái niềm tin của chúng ta, tức là cái tín lực, cái sức mạnh của niềm tin nó càng được nuôi dưỡng với trí tuệ. Yes, so that's why when we believe in the traditions, the Buddha, Dhamma, Sangha, we should the belief with the knowledge. Knowledge is the very, very important. Yes. Và như vậy có nghĩa rằng á, là nếu như mà chúng ta tin tưởng vào Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng, thì chúng ta cần phải tin tưởng với sự hiểu biết, với trí tuệ. Trí tuệ và sự hiểu biết rất là quan trọng. Yes, relating to the blind, there are two kinds of blind. Eye blind and knowledge blind. Nói về sự mù thì nó gồm có hai cái sự mù. Thứ nhất đó là con mắt bị mù và thứ hai là cái sự hiểu biết bị mù. Yes, eye blind and knowledge blind. Among these two blinds, the knowledge blind is more worse than, more dangerous, more worse than for us. Nói về hai cái mù, con mắt bị mù và cái kiến thức hay là cái sự hiểu biết bị mù, thì cái hiểu biết bị mù á, nó nguy hiểm nhiều hơn so với con mắt bị mù.
should do I'm blind. Because of I'm blind, we cannot pour down. We cannot be reborn in four woeful states, lower states, such as the animal world, ghost world, demon world in here. Should do the knowledge blind. We can pour down, we can be reborn in the four woeful states. Với con mắt mà bị mù á, thì nó không ảnh hưởng đến cái tương lai của chúng ta. Chẳng hạn như chúng ta không bị đọa xứ vào bốn đường ác với cái con mắt mà bị mù. Nhưng mà với cái hiểu biết, cái trí tuệ bị mù, thì chúng ta có thể dẫn đến những cái điều ác thiện được, những cái ác pháp được tạo ra, và dẫn đến chúng ta có thể bị đọa vào bốn đường ác. Yes, knowledge blind means we cannot see the Buddha, we cannot see the Dhamma, we cannot see the Sangha, we cannot believe in the Buddha, we cannot believe in the Dhamma, we cannot believe in the Sangha, we cannot believe Sansara. This is the knowledge blind. That the knowledge blind that can lead you to the lower worlds, Abaya worlds. Với con mắt bị, với cái tâm của mình bị mù, thì nó sẽ dẫn đến là quý vị không thể có niềm tin vào Phật, chúng ta không thể có niềm tin vào Pháp, chúng ta không thể có niềm tin vào Tăng. Với cái sự hiểu biết, cái tâm thức bị mù, cái sự hiểu biết bị mù, trí tuệ bị mù, thì chúng ta không thể biết được là nhân và quả, không có niềm tin vào nhân và quả, cũng không có tin vào những điều thiện. Chúng ta cũng không thể nào tự bảo vệ mình bằng cách làm những cái điều tốt, bởi vì chúng ta mù, chúng ta không nhận biết được là điều gì tốt nên làm, chúng ta không có được cái niềm tin. Và bởi vì như thế cho nên rằng cái kiến thức bị mù nó là rất là nguy hiểm. That's why in our the Theravada Buddhism, we don't need the blind faith. No need the blind faith. Cho nên rằng là trong Phật pháp chúng ta không cần cái niềm tin mù quáng. It means our faith, our saddha, our belief should be based on the knowledge. Saddha and panya. Saddha means faith, compassion. Panya means knowledge, wisdom. Saddha and panya, they should be balanced, the same level. Should be balanced. Yes. Và như thế thì trong Phật pháp chúng ta cần cái niềm tin mà có trí tuệ, tiếng Pali gọi là Saddha và Panya. Saddha là tính, là cái niềm tin, và Panya tính là chính là trí tuệ, tức là niềm tin phải đi với trí tuệ. Yes, Saddha must depend on Panya. Panya must depend on the pain, Saddha. Saddha là niềm tin hay là tín, thì nó phải dựa trên cái Panya là trí tuệ, và cái trí tuệ nó cũng dựa trên là niềm tin, là Saddha. That's why now you have a Saddha, that we have a Saddha, believe the faith. That is our mental power, the mental strength, the mental power, mental faculties. Đó là lý do vì sao mà Sư nói rằng là quý vị ở đây, quý vị có được cái Saddha, tức là quý vị có được cái tín lực, tức là cái sức mạnh của niềm tin, và đó chính là sức mạnh của tâm trí. That's why by practicing the Vipassana meditation, Bodhanusati meditation, Vedā meditation, by listening to the Dhamma, your faith, your Saddha can develop. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta càng nghe pháp, rồi chúng ta càng thực hành thiền Vipassana, và như vậy thì cái tín lực của chúng ta sẽ phát triển. That's why in order to develop, to improve your saddha, we should listen to the Dhamma more and more, more and more. We should practice the Vipassana meditation, the more and more, more and more. Yes. Đó là do vì sao mà nếu như quý vị muốn phát triển cái saddha, tức là phát triển cái tín lực của mình,
thì quý vị hãy nghe pháp nhiều hơn nữa. Quý vị hãy nghe pháp nhiều hơn nữa. Quý vị hãy hành thiền vipassana nhiều hơn nữa. Yes, in this way our sadha becomes the stronger and stronger, deeper and deeper, powerful and powerful. Và bằng cái cách này thì cái tín lực của quý vị nó sẽ phát triển hơn nữa, nó sẽ mạnh hơn nữa, nó sẽ sâu hơn nữa. Yeah, that's why the without sadha, without believing yourself, without believing in the Buddha, Dhamma, Sangha, we cannot be successful in our meditation practice. Và một lần nữa thì sư nhắc lại rằng là nếu không có tín lực, không có niềm tin vào Phật pháp tăng với sự hiểu biết đúng đắn, quý vị không thể nào thành công được. Quý vị không thể nào thành công được trên con đường thực hành của mình. You should also believe in yourself. I can do. I can write this. Yes. You should believe in yourself also. Và bên cạnh đó thì quý vị cũng hãy tin vào chính mình. Đúng như vậy, quý vị hãy tin rằng là tôi có thể làm được, tôi có thể làm bởi chính tôi. Quý vị cũng nên tin vào bản thân mình nữa. Yes, nothing without believing, nothing can be successful in business, in education, in other works. Without believing, nothing can be successful, not only in meditation, but also the business work, education, and so on. Nếu như mà không có niềm tin á, thì không có một cái gì có thể là thành công được. Trong cái cuộc sống của chúng ta cũng như thế, trong cái công việc của chúng ta, trong đời sống hàng ngày của chúng ta, trong cái công việc kinh doanh của chúng ta, trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta không có niềm tin thì không có một cái gì có thể đạt được cả. Cho nên rằng là niềm tin rất là quan trọng. Okay, the next mental power, mental faculty is the viriya. Viriya means the mental effort, the persistent effort, the perseverance to continue to practice. Và cái sức mạnh thứ hai hay là năng lực tinh thần thứ hai đó chính là viriya. Viriya có nghĩa rằng là nghị lực hay là sự tinh tấn, sự kiên trì hay nỗ lực. That viriya is also the very important that every success, every victory depends on your effort, depends on your the viriya. Cái nghị lực á, nó vô cùng quan trọng, chính là cái tính tấn á, nó rất là quan trọng. Bất kể một cái sự thành công nào hay bất kể sự đạt được nào, nó đều phải có cái nỗ lực ở trong đó. Yes, without viriya, without effort, we cannot achieve any insight vipassana knowledge, any mega jnana, infala jnana, nirvana. We cannot achieve. Nếu như mà không có cái sự nỗ lực tinh tấn thì chúng ta không thể nào đạt được cái trí tuệ minh sát, chúng ta không đạt được đạo và quả, không đạt được niết bàn, nirvana. If we have the persistent effort, the continuous effort, we can achieve the mega jnana and phala jnana and nirvana. Nếu như mà quý vị có được cái sức mạnh của tinh tấn thì quý vị sẽ đạt được cái trí tuệ của đạo, cái trí tuệ của quả và cái trí tuệ của niết bàn. That's why the viriya is also important. Without viriya, then when you do the business, your business, the you cannot be successful in your business without the viriya. And also the educational work, without viriya, that nothing can be successful. Và quý vị cũng biết rằng á, trong cuộc sống, trong cái công việc của quý vị, trong công việc kiếm tiền hay trong công việc kinh doanh của quý vị, nếu mà không có nỗ lực, không có tinh tấn thì cũng không có đạt được kết quả. Và tương tự như thế thì trong cái thực hành của chúng ta, nếu không có nỗ lực cũng sẽ không đạt được kết quả. Yes, among the happiness, the bliss of the Nirvana is the highest happiness. The Nirvana is the greatest happiness. Ở giữa tất cả những cái hạnh phúc thì
thì Nibbana, Niết Bàn chính là đỉnh cao của hạnh phúc. If we want the greatest happiness, the noblest happiness, we should have the greatest effort. We should have the greatest great effort. Và nếu như quý vị muốn đạt được cái hạnh phúc tối cao hay là cái hạnh phúc của Bậc Thánh thì quý vị cần phải có cái sự nỗ lực cao nhất. That's why that we are practicing the Vipassana meditation, we should put the more effort, the more inspiration, the motivation into our meditation practice. Đó là lý do vì sao mà chúng ta cần phải đẩy, cần phải nâng cái nỗ lực của chúng ta lên tới cao nhất trong cái sự thực hành thiền Vipassana của chúng ta. That's why the Vidya is our mental power, mental quality, the mental, the faculties. Và đó chính là cái sức mạnh thuộc về tâm, sức mạnh thuộc về năng lực tinh thần. The next one is the sati. Sati is the mindfulness, the awareness. Cái năng lực tinh thần tiếp theo, cái lực tiếp theo trong ngũ lực đó chính là sati, chính là chánh niệm, chính là niệm lực. This sati is also very important. The sati, the mindfulness is our mental power, the mental, the faculties. Và sati chính là một cái năng lực thuộc về tinh thần, sức mạnh thuộc về tinh thần hay là chánh niệm đó, chính là năng lực của tinh thần. Sati chính là chánh niệm. Yes, during the Buddha's lifetime, every day the Buddha preached, the Buddha taught to be mindful of the sati, the appamadena sambandhita. Every day the Buddha said to have the mindfulness, sati, awareness. Yes. Thời kỳ mà Thế Tôn còn tại thế, bất kể lúc nào mà Thế Tôn giảng giải về thuyết pháp cho các cái tỳ kheo, thì bất kể một ngày nào thì Thế Tôn cũng nhắc đến đó là sati, nhắc đến sự chánh niệm. Not only in meditation but also in other situation, the sati is needed, mindfulness is needed. Không chỉ là ở trong hành thiền mà còn trong những vấn đề khác thì Thế Tôn đều nhắc đến sati hay là chánh niệm. Cái sự chánh niệm là cần thiết ở trong hành thiền, chánh niệm là cần thiết, và ở trong đời sống chánh niệm là cần thiết. When you are driving a car, at that time you should have a mindfulness, awareness what you are doing now. This is also the sati, mindfulness. Important. Khi mà quý vị lái xe hơi thì quý vị cần phải có sự chánh niệm. Quý vị phải biết quý vị đang làm gì. Tâm trí của quý vị phải ở trong hiện tại. Quý vị phải biết là việc quý vị đang thực hành trong hiện tại, điều đó vô cùng quan trọng. So also that when you are riding the motorbike, at the time, the mindfulness is also very important. You should be careful. Và khi mà quý vị lái mô tô cũng như vậy á, hay là lái xe máy đó cũng như vậy á, thì cái sự chánh niệm rất là quan trọng. Đó cũng giúp cho quý vị có thể cẩn thận hơn, quý vị biết rõ cái việc mình đang làm. And also, when we are crossing the road, when we are crossing the road, when we are crossing the street, we should have the mindfulness, awareness. If we don't have the mindfulness, it is dangerous. There are many cars, there are many motorbikes, motorcycles like this. Khi mà quý vị đi trên cái con đường á, thì sự chánh niệm thực sự vô cùng quan trọng. Có rất là nhiều xe đi qua, đi về, và quý vị cần phải chánh niệm tỉnh thức lúc mà quý vị đang đi. That's why the sati, the mindfulness is the always needed. Đó là lý do vì sao mà sự chánh niệm nó luôn luôn là cần thiết. The every day you cook for dinner, the breakfast or lunch. When you are cooking the meal, also you should have the mindfulness, awareness
What are you doing now? Like, yes. Mỗi khi mỗi tối mà quý vị nấu bữa tối, nấu bữa ăn thì quý vị cũng luôn luôn là cần phải chánh niệm, cần phải tỉnh thức trên cái việc mình làm, trong cái việc mình đang nấu ăn đó. Yes. When we are practicing the Vipassana meditation, that we should be mindful of, we should be aware of each and every time. Khi mà quý vị thực hành Vipassana, quý vị cần phải chánh niệm, cần phải tỉnh thức liên tục mọi lúc. During the meditation retreat, when you are going to the meditation hall, at the time you should be mindful of on each and every steps, walking, walking, or stepping, stepping, stepping. You should be mindful of each and every step through the understanding of the constantly changing, the stepping action, the stepping movements. Và nếu như mà ở trong cái khóa thiền và quý vị cần phải đi đến cái nơi để hành thiền thì từng cái bước chân đó đó quý vị cần phải chánh niệm từng cái bước chân một. À, quý vị dở chân quý vị cần phải biết, à, quý vị bước đi quý vị cần phải biết từng chút một, quý vị cần phải biết, quý vị cần phải chánh niệm từng cái khoảnh khắc như vậy, là quý vị biết rõ cái việc của mình làm, biết rõ chánh niệm trên từng cái hành động của mình, dù là rất nhỏ, từng cái di chuyển của bước chân quý vị cũng chánh niệm, cũng biết rõ được. In the same way, when you are coming back from your meditation hall, at the time also you should be mindful of on each and every step with the noting, by noting continuous mindfulness through the understanding of the constantly changing of each steps. Và sau khi mà trong cái hội trường hành thiền xong, quý vị đi về cái nơi nghỉ ngơi của mình, thì quý vị cũng cần phải chánh niệm trên từng bước đi, từng khoảnh khắc của mình, và lưu tâm đến sự thay đổi trong từng khoảnh khắc đó, sự di chuyển, sự thay đổi trong từng khoảnh khắc đó, chúng ta cần phải chánh niệm để nhận biết về sự thay đổi liên tục như thế. So also that when you are opening the door, at that time you should be mindful of on each and every action. Và tương tự như thế, khi quý vị mở cái cánh cửa, quý vị cũng cần phải chánh niệm trên từng cái di chuyển của từng cái động tác của mình. When you are closing the door, at the time also, we should be mindful of on each and every action. Khi mà quý vị đóng cái cửa, thì quý vị cũng cần phải chánh niệm trên từng cái di chuyển, nhận biết được trên từng cái hành động của mình. So also, when we are wearing the shoe or slipper, at the time also, we should be mindful of the each and every action with the continuous mindfulness, wearing, wearing, and so on, through the understanding of the constantly changing process. Khi mà quý vị mang giày hay là mang dép vào, thì quý vị cũng cần phải chánh niệm nhận biết trên từng cái hành động đó, và nhận biết được sự thay đổi trong từng cái khoảnh khắc của những cái hành động của mình. So also that when you are taking off the slipper, that you are shoe, at the time also we should be aware of each and every action with continuous mindfulness. Khi mà quý vị thực hành được chánh niệm trong một cái việc nhỏ như là việc mà mang giày vào, thì tương tự như thế quý vị cũng có thể chánh niệm trong tất cả những cái hành động trong cái cuộc sống mà quý vị đang thực hành. Quý vị cũng có thể chánh niệm và nhận biết được sự thay đổi liên tiến liên tục trong từng hành động, trong từng cái khoảnh khắc. Yes, so also when you are holding something, for example when you are holding the umbrella, at the time also, we should be mindful of the each and every action with the continuous mindfulness, holding, holding, or touching, 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 with the continuous mindfulness through the constant changing of the process. Và ví dụ như khi quý vị cầm cái dù, quý vị cũng cần phải nhận biết, chánh niệm trên từng cái hành động, từng cái di chuyển của mình như thế. Quý vị nhận biết dù là những cái hành động nhỏ, nắm
nắm hay là chạm, quý vị chánh niệm trên từng cái hành động nhỏ như vậy và nhận biết được cái sự thay đổi liên tục trong từng cái khoảnh khắc của hiện tại. Yes, when you are changing your clothes, when you are changing your dress and clothes, at that time also, you should be mindful of on each and every actions, movements. Khi mà quý vị thay áo quần của mình, quý vị cũng cần phải chánh niệm trên từng cái hành động nhỏ của mình. Yes, the Buddha expounded in detail the how to contemplate in the Matsuripatthana Sutta. I'm talking according to the Matsuripatthana Sutta. Và Đức Phật nhận rằng như thế, trong tất cả các hành động của chúng ta cũng cần phải chánh niệm, nhận biết rõ trong từng cái hành động của mình như thế liên tục suốt cả ngày. Và những lời mà sư đang giảng ở đây dựa trên bài giảng của Đức Thế Tôn trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ nói về chánh niệm. The Buddha said, when you are going forward, at the time we should be mindful of that on each and every action or step. When you are the going backward, at that time also we should be mindful of on each and every step with the continuous mindfulness through the understanding or the constant changing of the process. Và Đức Thế Tôn nói rằng khi mà quý vị bước tới trước, quý vị di chuyển tới trước thì từng cái thao tác, từng cái động tác quý vị cũng cần phải có được sự chánh niệm trên từng cái chuyển động dù rất là nhỏ. Và ngược lại khi mà quý vị bước lui, quý vị cũng chánh niệm trên từng cái thao tác, từng cái động tác dù là rất nhỏ. Những cái hành động dù là rất nhỏ, quý vị cũng cần phải có một sự chánh niệm rõ ràng trên sự thay đổi, sự chuyển động của hiện tại. Yes, in the Matsuripatthana Sutta, the Buddha said, Pasiddhe Tonibhavi. Pasiddhe, when you are talking, at the time, you should be mindful of talking, with continuous mindfulness. Và Đức Thế Tôn giảng rằng ở trong bài kinh Đại Niệm Xứ rằng khi mà quý vị nói, quý vị cũng cần phải chánh niệm trên cái nói của mình. Mình biết và nhận biết khi nhận là nói và chánh niệm trên cái sự nói của mình. And also the Tonibhavi. Tonibhavi means the keeping noble silence. When you are keeping noble silence without talking, at the time also you should be mindful of keeping noble silence like this. Và khi mà quý vị giữ cái sự im lặng thánh thiện, tức là mình giữ giới để mình giữ cái im lặng đó, quý vị cũng cần phải chánh niệm trên cái sự giữ im lặng đó, giữ im lặng. Quý vị biết rõ như thế là mình đang giữ im lặng như thế. In the Matsuripatthana Sutta, the Buddha expounded in detail the how to practice the daily activities, daily actions. Trong kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật giảng rất là chi tiết và một cách rất là rõ ràng về những cái sự chánh niệm trong đời sống hàng ngày. The Buddha said, Nisaino wa nisaino midi bhajanati. I am sitting. At the moment of sitting, we should be mindful of sitting with the continuous mindfulness through the constantly changing of the nama and rupa. Và khi mà chúng ta ngồi, chúng ta biết rõ là chúng ta đang ngồi, chúng ta ngồi bằng cái việc chánh niệm và nhận biết cái sự thay đổi liên tục trong từng cái khoảnh khắc như vậy, chúng ta biết được cái sự vận động của danh và sắc, của thân và tâm. And then the Buddha said, Thido wa thido midi bhajanati. At the moment of standing, the standing action, the movement should be noted with continuous mindfulness as standing like this. We should be mindful of. Và khi quý vị đang đứng, quý vị cũng cần phải chánh niệm biết rõ rằng là mình đang đứng như vậy. Quý vị nhận biết được sự thay đổi liên tục trong khoảnh khắc hiện tại. And then the Buddha said, Gicchando wa gicchamiti bhajanati. That at the moment of going, we should be mindful of on each and every step.
With the continuous mindfulness, going, going, or stepping, stepping, or walking, walking like this. Và tương tự như thế, khi đang đi, quý vị cần phải chánh niệm trên việc đi của mình. Đi, 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 hoặc là bước, 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 bước. Từng cái chuyển động, quý vị cần phải chánh niệm, biết rõ như thế một cách liên tục rằng sự thay đổi hay là sự chuyển động trong khoảnh khắc của hiện tại. And then the Buddha says, Seya no wa, seya no miti pajanati. At the moment of lying down, at that time, we should be mindful of the each and every action and movements with the continuous mindfulness. Và cũng tương tự như thế, khi mà quý vị nằm, quý vị cũng biết được là mình đang nằm, 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 nằm và quý vị chánh niệm được cái sự thay đổi liên tục trong khoảnh khắc của hiện tại. That's why the Vipassana meditation that should be practiced in all times, in all postures. Đó là lý do vì sao mà thiền Vipassana cần được thực hành liên tục trong tất cả các thời gian và trong tất cả các cái tư thế động tác, những cái hành động trong đời sống của mình. That's why that during the meditation retreat, talk less, walk more. Talk less, walk practice more. Đó là lý do vì sao mà trong các cái khóa thiền Vipassana đó thì nói ít và thực hành nhiều hơn. Nói ít và thực hành nhiều. Nói ít và làm việc hay là lao động hay là thực hành nhiều. Yes, the walking is more important than the talking, speaking. English proverbs, the action speaks louder than words. The walking, yes, walking is more important than the speaking. Cái sự thực hành á thì đáng giá và có giá trị hơn là cái việc nói. Cho nên trong tiếng Anh thì người ta có cái câu là action is louder than words, tức là cái hành động á thì nó có sức mạnh hơn là việc mà cứ nói. Có nghĩa rằng là hãy thực hành chứ đừng có nói. That's why the during the meditation retreat, you accept, you keep always noble silence. You trying to keep noble silence without talking. Đó là lý do vì sao mà trong cái khóa thiền Vipassana, các bạn cần phải giữ im lặng. Noble silence có nghĩa là sự im lặng thánh thiện, tức là giới không có nói nhiều, im lặng chứ không phải là cứ nói. In the same way, when we are going to the dining hall, at the time also we should be mindful of the each and every action and movements. Trong khóa thiền, lúc mà chúng ta đến cái trung tâm thiền, cái phòng thiền đó, thì từng cái hành động của chúng ta cần được chánh niệm. Yes, the, during the meal time, lunch time, the breakfast time, all actions, all activities, also that should be noted with the continuous mindfulness. Và trong những cái thời gian nghỉ ngơi, thời gian nghỉ giải lao, thời gian nghỉ trưa, thời gian dùng cơm, chúng ta đều phải chánh niệm trong từng cái khoảnh khắc, từng cái hành động của chúng ta. In the dining hall, when you see that you are table, the other time you have to know that seeing, seeing, seeing with continuous mindfulness. Và khi mà chúng ta nhìn thấy một cái gì đó hay chúng ta cần phải chánh niệm rằng nhìn hoặc là thấy. After arriving, you are blessed that you sit, you are blessed. At the time, at the moment of sitting, you have to note also that sitting with continuous mindfulness. Khi mà chúng ta nhìn thấy cái chỗ ngồi của mình rồi, chúng ta đến cái chỗ ngồi của mình, chúng ta cũng chánh niệm từng cái động tác. Và khi chúng ta ngồi xuống, chúng ta cần phải chánh niệm, ghi nhận, biết rõ, ngồi xuống. Liên tục như vậy, chánh niệm liên tục như vậy, kéo dài liên tục. Yes, after sitting you are blessed that you see the many dishes, the spoon and so on. At the time also, that seeing consciousness also should be noted.
seeing, seeing, seeing with continuous mindfulness. Quý vị đã ngồi xuống rồi, quý vị nhìn thấy những cái thức ăn ở trên bàn. Quý vị tiếp tục chánh niệm, nhìn thấy, nhìn thấy, nhìn thấy. When you are holding spoon, at that time also you have to know the holding, 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 and so on. Khi mà quý vị đã nắm được cái muỗng rồi, à, quý vị vẫn tiếp tục ghi nhận là nhìn thấy, nhìn thấy. Vì lúc đó quý vị đang nhìn đồ ăn, quý vị nhìn, nhìn, quý vị biết rõ. When you are the putting into the cup, into the when you collect the food, at the time also, the when you are collect with the spoon, at the time also you have to know the collecting, 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 preparing, preparing, and so on. Khi mà quý vị gắm cái đũa xuống thức ăn hay cái muỗng xuống thức ăn để quý vị lấy đồ ăn, thì quý vị có thể ghi nhận là lấy thức ăn, lấy như thế, tiếp tục như thế. And also when you bring the food to the mouth, also the bringing, 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 the, we have to know with continuous mindfulness. Khi mà quý vị múc thức ăn rồi và quý vị bắt đầu đưa lên trên miệng của mình, thì quý vị nhận biết chánh niệm là đưa lên, đưa lên, đưa lên, đưa lên. Khi mà đưa lên trên miệng của mình, cứ đưa lên và biết rõ như vậy, liên tục, tiếp diễn. Okay. At the moment of opening your mouth, at the time also opening, opening like this, you should know. Yes. Và khi mà thức ăn đã đưa gần đến miệng rồi và quý vị bắt đầu mở miệng ra, quý vị cần phải chánh niệm mở miệng, mở miệng, mở miệng bằng cách giống như vậy đó. When you put the food into the mouth with the spoon, that also the pudding, pudding and so on, we should be mindful of. Khi quý vị đưa thức ăn lên trên miệng của mình, quý vị còn cần phải chánh niệm là đút vào, đút vào, đút vào. That when you are chewing, chewing the food, at that time also chewing, 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 we should be mindful. Khi mà quý vị nhai thức ăn, quý vị cũng cần phải chánh niệm nhai, 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 cần phải thực hành như thế liên tục. And when you know the taste, at the time, tasting, tasting, or knowing, knowing, knowing the taste, you should be mindful of the consciousness with continuous mindfulness, the constant changing of the process. Khi mà quý vị đã nếm vào thức ăn của mình rồi, đã dùng bẩm, thì quý vị ghi nhận là nếm, 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 như vậy tiếp diễn. And then the swallowing, swallowing, also that also should be noted. Khi mà chúng ta nuốt xuống, chúng ta cũng tiếp tục ghi nhận. In this way, your mindfulness, your awareness becomes more and more stronger and stronger, deeper and deeper, deeper and powerful. You can note everything without missing. Lay down. Everything is ready to note. Yes. Bằng cách thực hành như vậy, thì cái năng lực sati chánh niệm của quý vị nó càng ngày càng mạnh mẽ, càng phát triển hơn, và tất cả các cái hành động, bất kể một cái điều gì, quý vị cũng tiếp tục chánh niệm như thế, bằng cách như vậy, liên tục như vậy, tiếp diễn như thế, đúng là như vậy. That's why the sati, the mindfulness is the also the our mental power, mental faculties. Đó là lý do vì sao mà là sati hay là niệm, chính là niệm lực hay là chính là sức mạnh về tâm trí của niệm, đó là một trong năm lực, một trong ngũ lực, đó là niệm lực. Yes, at the time of the death, at the time of the dying, at the time the sati is more important than other times. Near the death, at the time the sati, the mindfulness is more important than others. Cái thời gian mà chúng ta chết á, đó là một cái thời gian vô cùng quan trọng, mà là cái sự chánh niệm thì rất là quan trọng trong cái lúc này. Đây là cái thời gian quan trọng nhất trong tất cả những cái thời gian khác. Có nghĩa là cái thời gian mà lúc chết á, thì cái sự chánh niệm tại cái thời điểm đó là vô cùng quan trọng. At the time of the dying, at the time of the death, nothing is important. Your sons, your brothers are not important. Your parents are not important.
your relatives are not important. Your properties, your belongings, your monies, your houses, your motor cars are not important. At the time of the death, at the time, the sati, the awareness, mindfulness is the most important thing, the most important one for you to be, get a better life. Yes. Cái thời điểm mà chúng ta chết á, còn gọi là cái lúc hấp hối á, thì gia đình không quan trọng, cơ thể của bạn không quan trọng, tiền bạc không quan trọng, của cải không quan trọng, người thân không quan trọng, con của bạn không quan trọng, tài sản không quan trọng, danh vọng không quan trọng, người thân không quan trọng, người lạ không quan trọng, địa vị không quan trọng, nổi tiếng không quan trọng, không có một cái gì quan trọng vào thời điểm sắp chết, thời điểm hấp hối cả, không có gì quan trọng, chỉ có sự chánh niệm. Okay, you finish. Translation finish. Hello. You. Yes. Yes. Oh, okay. Okay. Okay, that's why the mindfulness is very important at the time of the death. One day that we will die, we must die. At the time, the mindfulness, the awareness, the most important one. Nothing is important at the time. The mindfulness is the most important one. To be reborn, the happy state, to get a better life, a next life. Một ngày nào đó, quý vị cũng sẽ chết. Cái chết nó sẽ đến vào một ngày nào đó. Và khi nó đến, thì không có một cái gì quan trọng hết cả, mà chỉ có sự chánh niệm lúc đó là quan trọng. Và đó, với cái sự chánh niệm sẽ đưa bạn đến với một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Yes, at the time of the dying, if you have the mindfulness, the awareness, you can be reborn in happy existences such as the human war and deva war. You can be free from the four abaya wars. Nếu mà tại cái thời điểm chết mà quý vị có thể ở trong trạng thái của chánh niệm, thì quý vị có thể tái sinh ở một cái kiếp sống tốt đẹp hơn, có thể là kiếp người hoặc là có thể là sinh vào cõi trời. Quý vị không thể là không có phải bị xuống những cõi thấp hơn. That's why we should try to be powerful mindfulness starting from now. And then we die, and then we realize the Nibbana. Đó là lý do vì sao mà quý vị cần phải thực hành chánh niệm ngay trong khoảnh khắc này. Cho đến khi quý vị chết, cho đến khi quý vị đạt được, chứng được Nibbana, chứng được Niết Bàn. Okay, the next mental power is the Samadhi, the concentration. Và cái sức mạnh tiếp theo trong năm năng lực tinh thần hay là ngũ lực, đó chính là Samadhi hay là định lực. When our mindfulness becomes deeper and deeper, stronger and stronger, Samadhi also becomes deeper and deeper, stronger and stronger. Khi mà chúng ta thực hành nhiều hơn, quan sát nhiều hơn, thực hành nhiều hơn, thì cái định tâm của quý vị cũng sẽ phát triển mạnh hơn. Yes, the effort, Viriya and Samadhi. The Viriya and Samadhi also should be balanced. Cái sự tinh tấn và cái định lực, tức là tấn lực và định lực á, là nó nên là cân bằng với nhau. Saddha, Panya should be balanced. Viriya and Samadhi should be balanced. Tính niềm tin á, với cái trí tuệ thì nó cần được có sự cân bằng, còn cái sự tinh tấn hay nghị lực á, thì nó cần cân bằng với cái định lực. That's why we should also establish the Samadhi concentration by continuous mindfulness.
Đó là lý do vì sao mà chúng ta cần phải thực hành cái mindfulness, thực hành cái chánh niệm một cách liên tục. Samadhi is also our mental power, mental faculty, the mental the quality. Định lực hay định tâm nó cũng chính là cái sức mạnh thuộc về tâm, sức mạnh thuộc về tinh thần. Okay, the next mental power is the panya. Panya means the inside knowledge, the wisdom. Và cái sức mạnh tiếp theo, sức mạnh thứ năm đó chính là panya, có nghĩa là sức mạnh của tuệ, sức mạnh của trí tuệ, sức mạnh của tuệ quán. Here the analytical knowledge, the practical knowledge. Practical knowledge, panya means the practical knowledge. By practicing day by day, again and again, we can gain insight knowledge. That is called panya. Insight into nama and rupa. Và năng lực của tuệ quán này có được thông qua sự thực hành. Đây là năng lực có được thông qua sự thực hành. Bằng cách thực hành thiền quán Vipassana mà chúng ta hiểu được về danh sắc hay là thân và tâm, hiểu được, mà nhờ đó chúng ta phát triển cái minh sắc tuệ, phát triển tuệ quán. Okay, if you have this inside knowledge, you can understand nama and rupa, you can distinguish between nama and rupa. You can distinguish between cause and effect, and then you can understand the anicca, dukkha, anatta. Yes. Và bằng cách thực hành Vipassana và chúng ta hiểu được các cái tiến trình của nama và rupa, hay là của danh sắc, hay là của thân và tâm, từ đó chúng ta hiểu được sự sinh diệt, và chúng ta hiểu được về nhân và quả, rồi chúng ta hiểu được về vô thường, khổ và vô ngã, và vân vân, ta phát triển tuệ quán của mình. And then we can attain the Nirvana. Và sau đó chúng ta có thể đạt được hay là chứng ngộ Nirvana, chính là Niết Bàn. Okay, in conclusion, we have five chances to attain Nirvana. The first chance, as a first opportunity, when we practice Vipassana meditation, we can attain Mega Jnana, Phala Jnana at the present moment. Và tiếp theo thì sư giảng về cái lợi ích của thiền, gồm có năm cái thời điểm mà một người có thể chứng ngộ được Niết Bàn. Thứ nhất đó là một người bằng cái thực hành Vipassana mà một người họ có cái cơ hội để đạt được là Magga Phala và Nanya Phala, tức là đạo và quả, ngay trong cái cơ hội thực hành đầu tiên, tức là ngay một thời gian thực hành thì họ sẽ đạt được. Yes, if we have enough mindfulness, enough concentration, enough insight knowledge, we can gain that in the Mega Jnana and Phala Jnana the present time. This is the first chance. Và bằng việc thực hành Vipassana một cách siêng năng mà một người có thể phát triển và có thể đạt được cái tuệ của đạo và quả ngay trong cái kiếp sống hiện tại, ngay trong cái thời gian sống ở hiện tại, và đó là cơ hội đầu tiên. Number two, if we face the first chance at the time of the dying, at the time of the death, near the death, we can attain Mega Phala in Nirvana in this life. Và một người thực hành Vipassana nếu như họ không đạt được đạo và quả ngay trong cơ hội đầu tiên thì có một cơ hội thứ hai cho người đó, đó là họ có thể đạt được thành công vào cái thời điểm chết, cái thời điểm hấp hối, đó là cơ hội thứ hai. Okay, as the third chance, due to the Vipassana meditation, we will be reborn in the Deva world. At the Deva world, we can attain the enlightenment. This is the third chance. Nếu như người đó thất bại ở cơ hội thứ hai, thì bằng cái thực hành Vipassana, người đó sẽ tái sinh lên cõi trời và làm chư thiên. Và ở trong cõi trời, khi là một chư thiên, thì vì đó sẽ có thể là tiếp tục thực hành và chứng đắc thành đạo ở cái cõi này. Đó là cơ hội thứ ba. Okay, as the fourth opportunity, the chance,
We can become a private Buddha, Pichika Buddha, the outside of the Buddha Sasana in future. Và nếu như vị đó tiếp tục thất bại ở cơ hội thứ ba, thì vị đó có thể đạt được Phật quả Pachaka, tức là đạt được là thuật quả bất chi Phật mà ngay cả khi mà không bên ngoài, tức là không đạt, không có được cái sự cái lời giảng, tức là trong cái thời điểm đó không có một vị Phật nào giảng hay là không có được cái lời giảng của Đức Phật. Yes, if the last chance, the we can easily attain the enlightenment in the coming Buddha Sasana. The next, the Buddha Sasana, in the coming Buddha Sasana, we can easily attain the enlightenment. This is the last chance. Đó là cái cơ hội thứ tư. Nếu như mà cơ hội thứ tư này vẫn thất bại, không đạt được, thì vì đó còn một cái cơ hội nữa, đó là có thể dễ dàng chứng ngộ đạo và quả và đạt được thành tựu vào một cái Buddha Sasana tiếp theo, tức là vào một cái dạng dạy của là pháp tiếp theo, tức là vào sẽ có một cái cơ hội mà vị ấy được nghe giáo pháp một lần nữa trong một kiếp sống tới đó, mà và vị đó sẽ chứng đắc. Okay, today my Dhamma thought is the five mental power, five mental qualities or faculties, the Saddha Bhava, Viriya Bhava, Siddhi Bhava, Samadhi Bhava, mental Bhava. These are mental quality, mental Bhava. We should try to possess these five mental Bhavas. Và hôm nay sư giảng về năm năng lực tinh thần hay nắm sức mạnh thuộc về tinh thần, tiếng Việt mình thường gọi là ngũ lực, ngũ căn ngũ lực, ngũ lực. Thì tiếng Pali là Saddha, Viraya, Sati, Samadhi và Panya. Tiếng Việt mình là tín, tấn, niệm, định, tuệ. Tín, tấn, niệm, định, tuệ. Quý vị có thể là nhậm một vài lần, quý vị có thể nhớ tín, tấn, niệm, định, tuệ. Okay, I should and then we shall conclude our Dhamma talk for tonight. Now the chanting and sharing merits. Và sư sẽ kết thúc cái buổi thuyết pháp tối nay tại đây, và chúng ta sẽ đi đến cái phần mà phần hồi hướng. Okay. Trước khi chúng ta hướng phước thiện thì chúng ta sẽ đảnh lễ thiền sư ba lạy. Sau khi định lễ thiền sư ba lạy xong đấy, thì mời tất cả quý Phật tử sẽ tác bạch lời sám hối và lời tri ân với ngài thiền sư Veluriya. Bây giờ chúng ta sẽ định lễ thiền sư ba lạy. We pay homage to Sayadaw. Sadhu, sadhu, sadhu. Sau khi định lễ thiền sư ba lạy xong ấy, thì sư và quý cô tu nữ và quý nam nữ Phật tử sẽ tác bạch nói lời sám hối với ngài những cái lỗi lầm từ thân khẩu ý trong khóa thiền 5 ngày này. Có những lỗi lầm từ thân khẩu ý thì mong ngài bỏ qua và tha thứ. Nhờ anh Linh dịch luôn. Yeah. And now we will ask for forgiveness from Sayadaw in 5-day retreat, and hope that you will forgive us with a mistake. No mistake. Sau khi mình sám hối với thiền sư rồi thì mình sẽ tri ân với ngài, rất là biết ơn ngài, ngài đã dành thời gian liên tục trong 5 ngày để dành những cái thời gian quý báu đó để mà giảng pháp, dạy pháp cho tất cả quý Phật tử Việt Nam. Đó là cái lời, đó là thời gian rất là quý báu và rất là tri ân ngài, rất là tri ân ngài. Yeah. After we ask for forgiveness, we want to say thank you to Sayadaw. We really respect the valuable time. It's very valuable time you give time to teach us about Dhamma. We really respect that. Thank you so much. Okay, I'm also very happy to teach the Dhamma talk. I share my Dhamma talk. Và ngài trả lời rằng là sư cũng rất là hạnh phúc
rất là vui mừng để mà sư được chia sẻ pháp, giảng pháp cho quý vị. Sa tu sa tu sa tu. Sau khi chúng ta sám hối với thiền sư và tri ân thiền sư thì bây giờ chúng ta sẽ hồi hướng phước thiện. Nhờ anh Linh dẫn dắt mọi người cùng đọc hồi hướng phước. Trước khi hồi hướng phước thì mọi người đi tâm niệm lại những cái phước lành trong năm ngày này, mình nghe pháp, mình giữ giới, mình hành thiền, mình tu tập, rồi mình cùng phát nguyện và chi phước. Mời ban tổ chức mở cái bài hồi hướng lên. Yes, you know, and now we will share the merit. Okay. Idame bunya. Idame bunya. Asvakya waham. Asvakya waham. Odu. Odu. Idame bunya. Idame bunya. Translate into Vietnamese. Yes, yes. Phước lành này của con nguyện đoạn trừ các lậu hoặc trầm luân. Idame bunyam. Idame bunyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachayo hotu. Pachayo hotu. Phước lành này của con nguyện là duyên thành tựu niết bàn. Mama bunyabhagam. Mama bunyabhagam. Sabba sadhana. Sabba sadhana. Vajemi. Vajemi. Chúng con xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh. Tê sa bê. Tê sa bê. Mê sa ma. Mê sa ma. Bù nha bà ga. Bù nha bà ga. La ban du. La ban du. Mong tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy đồng đều nhau cả thảy. Bù đa sa sa na. Bù đa sa sa na. Khi răn đầy thật du. Iram Tithadu Buddha Sasana Buddha Sasana Iram Tithadu Siram Tithadu Buddha Sasana Buddha Sasana Iram Tithadu Iram Tithadu. Nguyện cho Phật Pháp Trường Tôn, nguyện cho Phật Pháp Trường Tôn, nguyện cho Phật Pháp Trường Tôn. Sa-du. 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 Sa-du.